nói chuyện với tiền bạc để tiền tìm đến bạn, cách thu hút sự giàu có mà ít ai biết. Quý vị thân mến, bạn đã bao giờ ngồi lại sau một ngày dài làm việc cật lực và tự hỏi tại sao tiền bạc vẫn chưa thực sự đến với mình, dù bạn đã cố gắng hết sức? Có phải bạn đã luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, cống hiến không ngừng nghỉ, thì thành công và sự giàu có sẽ tự khắc đến? Nhưng thực tế lại khác, bạn thấy mình vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của khó khăn tài chính, trong khi có những người dường như chỉ cần một bước nhỏ là có thể thu hút tiền bạc và giàu có dễ dàng. Bạn đã từng tự hỏi vì sao họ có thể làm được điều đó? Họ có một bí quyết mà không nhiều người biết, cách giao tiếp với tiền bạc. Tiền bạc không chỉ là những con số vô tri hay vật chất khô khan, nó là một nguồn năng lượng, và cách bạn tương tác với tiền bạc sẽ quyết định việc nó có tìm đến bạn hay không. Không phải là sự may mắn, không phải là sự ngẫu nhiên, mà chính cách bạn nghĩ về tiền bạc, cách bạn nói về tiền bạc và cách bạn hành xử với nó đã tạo ra sự khác biệt. Vậy, bạn đã sẵn sàng khám phá bí mật này và học cách để tiền bạc tự tìm đến mình thay vì mãi chạy theo nó? 1. Khái niệm về nói chuyện với tiền bạc. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một khái niệm hoàn toàn mới, một cách nhìn độc đáo và thú vị về tài chính. Nói chuyện với tiền bạc, bạn có thể đang thắc mắc, tiền bạc là những thứ vật chất, làm sao có thể giao tiếp với chúng? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng tiền không chỉ là những con số trong tài khoản ngân hàng, không chỉ là những tờ giấy hay đồng xu bạn cầm trên tay. Tiền có một sức mạnh vô hình, một giá trị tinh thần vượt xa khỏi bản chất vật chất của nó. Theo một số lý thuyết hiện đại về tài chính và tâm lý học tiền bạc, tiền thực sự có thể phản ứng với cách bạn tư duy và tương tác với nó. Nghe có vẻ huyền bí phải không? Nhưng hãy tưởng tượng rằng mối quan hệ của bạn với tiền bạc cũng giống như mối quan hệ với con người. Khi bạn có thái độ tích cực, yêu thương và trân trọng người khác, họ sẽ phản hồi lại bằng cách yêu thương và tôn trọng bạn. Tiền bạc cũng tương tự, khi bạn biết cách giao tiếp đúng cách, tiền sẽ nghe bạn, sẽ tìm đến bạn một cách tự nhiên. Hãy nghĩ về điều này, mọi người đều muốn có nhiều tiền hơn, nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Vậy tại sao? Điều khác biệt nằm ở cách chúng ta suy nghĩ và hành xử với tiền bạc. Đối với nhiều người, tiền bạc là một nguồn căng thẳng, lo lắng và thậm chí là sợ hãi. Họ nghĩ về tiền với sự thiếu thốn, và điều này dẫn đến việc tiền luôn ở ngoài tầm với. Ngược lại, những người có mối quan hệ lành mạnh và tích cực với tiền thường cảm thấy rằng tiền đến với họ một cách dễ dàng hơn. Họ coi tiền không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một phương tiện giúp họ đạt được những điều quan trọng trong cuộc sống. Việc nói chuyện với tiền bạc không có nghĩa là bạn thực sự đứng trước một đống tiền và bắt đầu trò chuyện. Thay vào đó, đó là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành xử với tiền trong cuộc sống hàng ngày. Những suy nghĩ và hành động của bạn có thể tạo ra năng lượng tích cực hoặc tiêu cực xung quanh tiền bạc, và điều này có thể ảnh hưởng lớn đến việc bạn có thu hút tiền bạc hay không. Khi bạn bắt đầu nhìn tiền bạc với sự kính trọng, với sự trân trọng và lòng biết ơn, tiền sẽ phản hồi lại. Nó không còn là thứ bạn phải chạy theo, mà là thứ sẽ tự nhiên tìm đến bạn. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy nghĩ về những người thành công xung quanh bạn. Họ không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn có tư duy đúng đắn về tiền bạc. Họ không sợ tiền, không coi tiền là điều gì đó tiêu cực, mà thay vào đó, họ coi tiền là một phần của cuộc sống, một công cụ để họ thực hiện những ước mơ lớn lao. Chính tư duy này giúp họ giao tiếp tốt với tiền bạc, và từ đó, tiền luôn chảy về phía họ. Vậy làm sao để bạn có thể bắt đầu nói chuyện với tiền bạc? Trước hết, hãy thay đổi cách bạn nhìn nhận về tiền. Thay vì coi tiền là một nguồn lo lắng hay gánh nặng, hãy xem nó như một người bạn đồng hành trong cuộc sống của bạn. Hãy biết ơn từng đồng tiền bạn kiếm được, dù là nhỏ bé. Hãy tin rằng tiền có thể mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và những người xung quanh. Khi bạn thực sự tin tưởng vào điều này, tiền bạc sẽ phản hồi lại bằng cách tìm đến bạn dễ dàng hơn. 2. Thay đổi niềm tin giới hạn. Vậy, làm thế nào để tiền thực sự nghe thấy giọng nói của bạn? Làm sao để bạn có thể giao tiếp với nó theo cách mà tiền bạc sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và dễ dàng hơn? Câu trả lời nằm ở việc đầu tiên bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình về tiền bạc, cụ thể là loại bỏ những niềm tin tiêu cực và giới hạn mà bạn vô tình đã hấp thụ suốt cuộc đời. Từ nhỏ, chúng ta thường được nghe những lời dạy bảo về tiền bạc từ gia đình, xã hội và thậm chí từ văn hóa phổ thông. Có rất nhiều câu nói như tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, người giàu thì tham lam, hay giàu có là điều không thể đối với mình. Những suy nghĩ này dần dần hình thành nên niềm tin giới hạn về tiền bạc, và chính những niềm tin này đang kìm hãm bạn khỏi việc thu hút tiền bạc. Nó như là một bức tường vô hình, ngăn cản dòng chảy tài chính đến với bạn, dù bạn có cố gắng làm việc chăm chỉ đến đâu. Hãy thử nghĩ về tiền bạc theo một cách khác. Hãy tưởng tượng rằng tiền không phải là thứ gì đó tiêu cực hay xấu xa. Thay vì coi tiền như một kẻ thù, hãy xem nó như một người bạn, một nguồn năng lượng tốt đẹp có thể giúp bạn đạt được ước mơ, tạo ra những cơ hội lớn hơn
và cải thiện cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh. Tiền không có lỗi, cách chúng ta đối xử với tiền, cách chúng ta sử dụng và suy nghĩ về nó mới là điều quyết định tiền có mang lại lợi ích cho chúng ta hay không. Khi bạn ôm ấp những niềm tin giới hạn về tiền, như việc tin rằng bạn không thể giàu có hoặc rằng tiền bạc là nguyên nhân gây ra đau khổ, bạn đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ vào vũ trụ rằng tiền không chào đón trong cuộc sống của bạn. Những suy nghĩ tiêu cực này làm cho bạn tạo ra một môi trường năng lượng tiêu cực, khiến tiền bạc tránh xa bạn. Ngược lại, khi bạn bắt đầu thay đổi cách bạn nhìn nhận về tiền, bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Hãy bắt đầu bằng cách thay thế những niềm tin giới hạn ấy bằng những suy nghĩ tích cực và cởi mở hơn. Thay vì nghĩ rằng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi, hãy tự nhủ rằng tiền là một công cụ để tôi tạo ra những giá trị tích cực trong cuộc sống. Thay vì nghĩ rằng giàu có là điều không thể với mình, hãy chuyển sang suy nghĩ rằng giàu có là quyền lợi tự nhiên của tôi và tôi có khả năng thu hút nó vào cuộc sống. Khi bạn thực sự tin tưởng vào những suy nghĩ mới này, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cách tiền bạc tương tác với bạn. Nhiều người thành công trong cuộc sống không chỉ vì họ làm việc chăm chỉ, mà vì họ có niềm tin mạnh mẽ rằng họ xứng đáng với sự giàu có. Họ không sợ tiền, họ không nghĩ tiền là điều gì đó xấu xa. Họ coi tiền là một phương tiện để họ hoàn thành những mục tiêu lớn hơn, để họ đóng góp cho xã hội, và từ đó tiền bạc tự động tìm đến họ. Hãy nghĩ về điều này. Nếu bạn coi tiền như một người bạn, một đồng minh trong cuộc sống, bạn sẽ chăm sóc nó, yêu quý nó và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Và khi bạn làm vậy, tiền sẽ cảm nhận được sự yêu thương và sẽ tìm đến bạn nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao việc thay đổi những niềm tin giới hạn là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bạn có thể bắt đầu nói chuyện với tiền bạc. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, hãy giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc. Hãy biết ơn từng đồng tiền bạn có và hãy mở lòng với ý tưởng rằng giàu có là điều hoàn toàn có thể với bạn. Khi bạn thay đổi cách bạn tư duy, tiền bạc sẽ bắt đầu nghe bạn và tìm đến bạn theo những cách mà bạn chưa từng tưởng tượng. 3. Tạo câu thần chú tài chính. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá một phương pháp cực kỳ mạnh mẽ để thay đổi cách bạn suy nghĩ và tương tác với tiền bạc, tạo câu thần chú tài chính. Đây không chỉ là những lời nói suông, mà thực sự là cách để bạn lập trình lại tư duy của mình về tài chính, mở ra con đường mới để thu hút sự giàu có và thịnh vượng. Câu thần chú tài chính là những câu nói ngắn gọn, mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Đó có thể là những lời khẳng định tích cực mà bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày để gieo vào tâm trí tiềm thức của mình những niềm tin mới về tiền bạc. Khi bạn liên tục nhắc nhở bản thân bằng những câu nói này, dần dần bạn sẽ thấy suy nghĩ của mình bắt đầu thay đổi. Cảm giác về tiền bạc không còn là một thứ gì đó khó khăn và xa lạ, mà trở thành điều gì đó thân quen và dễ dàng chấp nhận. Ví dụ, bạn có thể tự tạo cho mình một số câu thần chú tài chính đơn giản như: tôi luôn thu hút sự giàu có, tiền bạc tìm đến tôi một cách dễ dàng và nhanh chóng, hoặc tôi xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng. Những câu nói này có thể ngắn gọn, nhưng khi bạn lặp lại chúng hàng ngày, chúng bắt đầu có một sức mạnh lớn. Bạn có thể bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách đứng trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình và nói những câu thần chú này với niềm tin mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp bạn bắt đầu ngày mới với một tư duy tích cực mà còn lập trình lại não bộ của bạn để đón nhận những cơ hội mới về tài chính. Bạn biết không, khoa học đã chứng minh rằng tư duy tích cực và lặp lại những lời khẳng định có thể thay đổi cách mà não bộ của chúng ta hoạt động. Khi bạn lặp lại một thông điệp nhiều lần, nó sẽ từ từ thay thế những niềm tin cũ, những suy nghĩ giới hạn mà bạn từng có về tiền bạc. Những niềm tin tiêu cực trước đây như tôi không bao giờ có đủ tiền hay tiền bạc là thứ khó kiếm sẽ bị loại bỏ, nhường chỗ cho những niềm tin mới đầy tiềm năng và tích cực hơn. Điều này không chỉ thay đổi cách bạn nghĩ về tiền bạc, mà còn thay đổi cách bạn hành động và tương tác với nó trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng, câu thần chú tài chính của bạn nên phản ánh đúng những điều mà bạn muốn đạt được. Nếu bạn mong muốn giàu có, hãy khẳng định điều đó bằng cách nói: tôi thu hút sự giàu có vào cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn tạo ra nguồn thu nhập ổn định, hãy nói: tôi tạo ra dòng tiền đều đặn và bền vững. Điều quan trọng là bạn phải tin tưởng vào những gì bạn nói, bởi chính niềm tin sẽ biến những câu nói này thành hiện thực. Ngoài việc lặp lại câu thần chú, bạn cũng nên kết hợp với hành động. Khi bạn bắt đầu thay đổi suy nghĩ về tiền bạc, hãy chú ý đến những cơ hội mới, những cách thức mới mà tiền bạc có thể đến với bạn. Có thể bạn sẽ bất ngờ với những điều mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy mở lòng để đón nhận, bởi câu thần chú không chỉ là lời nói, mà là một cách để bạn tạo ra những thay đổi thực sự trong cuộc sống tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không phải là thứ xa xỉ hay điều gì đó quá khó khăn để đạt được. Nó có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nếu bạn biết cách giao tiếp và gửi đi những tín hiệu tích cực. Bạn càng lặp lại những câu thần chú này, bạn càng tạo ra một sự kết nối chặt chẽ với tiền bạc, và từ đó, nó sẽ tìm đến bạn một cách tự nhiên và dễ dàng hơn bao giờ hết. 4.
Tương lai tài chính. Ngoài việc giao tiếp với tiền bạc qua những lời nói và niềm tin tích cực, một bí quyết cực kỳ quan trọng để thu hút sự thịnh vượng chính là hình dung. Hình dung, hay còn gọi là tưởng tượng sáng tạo, là phương pháp giúp bạn tập trung và kết nối sâu sắc hơn với những mục tiêu tài chính mà bạn mong muốn đạt được. Đây không phải là một điều huyền bí hay chỉ là một giấc mơ viển vông, mà thực sự là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi thực tế trong cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng, liệu bạn có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống mà bạn mơ ước không? Hình dung rõ ràng về ngôi nhà bạn muốn sống trong tương lai, một căn biệt thự ven biển hay một ngôi nhà ấm áp giữa khu phố yên bình. Còn chiếc xe bạn muốn lái thì sao? Là chiếc xe thể thao sang trọng hay một chiếc SUV mạnh mẽ? Không chỉ dừng lại ở đó, bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn, hương thơm của thành công, cảm giác thoải mái khi bước vào ngôi nhà của mình và sự tự tin khi điều khiển chiếc xe trong mơ. Khi bạn hình dung những điều này, đừng chỉ nghĩ đến chúng một cách mơ hồ. Hãy hình dung chúng thật cụ thể và chi tiết. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong tương lai ấy, đang bước vào căn nhà ấy, chạm vào từng vật dụng, lái chiếc xe yêu thích và cảm nhận niềm vui trọn vẹn khi đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Bằng cách này, bạn không chỉ tạo ra một tấm bản đồ rõ ràng cho tương lai mà còn tạo ra năng lượng tích cực để thu hút tiền bạc và cơ hội đến với mình. Điều thú vị là khi bạn tập trung vào hình ảnh tương lai của mình một cách cụ thể, bạn sẽ cảm thấy mình đang dần tiếp cận và chạm tới nó. Điều này không chỉ đơn thuần là việc tưởng tượng ra một cuộc sống hoàn hảo, mà thực sự giúp bạn xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ với những mục tiêu tài chính của mình. Khi bạn hình dung, não bộ của bạn không phân biệt được giữa hiện thực và tưởng tượng. Nó bắt đầu phản ứng với những hình ảnh đó như thể chúng đã trở thành hiện thực. Điều này giúp bạn củng cố niềm tin rằng mình có thể và xứng đáng đạt được những điều đó. Mỗi ngày, hãy dành vài phút để thực hành hình dung, tạo thói quen tư duy tích cực này. Không cần phải dành quá nhiều thời gian, chỉ cần 5 đến 10 phút mỗi sáng hoặc trước khi đi ngủ là đủ để bạn kết nối với những mục tiêu tài chính của mình. Hãy chọn một nơi yên tĩnh, ngồi thoải mái, nhắm mắt lại và để tâm trí của bạn bay xa đến tương lai mà bạn đang hướng tới. Hãy tưởng tượng mọi khía cạnh trong cuộc sống mà bạn mơ ước, công việc thành công, tài khoản ngân hàng rủng rỉnh, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mỗi lần hình dung như vậy, bạn đang tạo ra sự đồng bộ giữa suy nghĩ và hành động, giúp thúc đẩy các cơ hội và sự thịnh vượng tìm đến bạn. Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, việc hình dung này sẽ kích thích bạn hành động một cách có mục tiêu và chiến lược hơn. Khi bạn đã có bức tranh rõ ràng về những gì mình muốn đạt được, bạn sẽ dần dần bắt đầu thấy các bước đi rõ ràng để đạt được điều đó. Bằng cách này, hình dung không chỉ là một công cụ tâm lý mà còn là động lực thúc đẩy bạn hành động và tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính của mình. Hình dung là cách giúp bạn kết nối cảm xúc và suy nghĩ của mình với tương lai thịnh vượng. Khi bạn biết chính xác điều mình muốn và hình dung nó một cách rõ ràng, tiền bạc và cơ hội sẽ tự nhiên đến với bạn. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân, dành thời gian mỗi ngày để xây dựng bức tranh tương lai và cảm nhận sự thành công đang đến gần. Tiền bạc không chỉ là phương tiện, mà còn là một kết quả của sự tập trung, niềm tin và hành động nhất quán. 5. Theo dõi và kiên trì. Trong hành trình hướng tới sự thịnh vượng tài chính, điều quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ chính là việc theo dõi tiến trình và kiên trì. Rất nhiều người khi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với tiền bạc thường mong đợi sự thay đổi ngay lập tức. Họ muốn thấy kết quả ngay trong ngày đầu tiên hay tuần đầu tiên, nhưng thực tế là thành công tài chính không phải là thứ đến ngay lập tức. Nó là một quá trình dài hơi và cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hãy nghĩ đến hành trình này giống như việc trồng một hạt giống. Khi bạn gieo hạt giống vào đất, bạn không thể nhìn thấy cây lớn lên ngay lập tức. Bạn cần thời gian, sự chăm sóc và kiên nhẫn để thấy được những mầm xanh đầu tiên. Tương tự, khi bạn bắt đầu giao tiếp tích cực với tiền bạc, bạn cũng đang gieo những hạt giống cho sự thịnh vượng tương lai. Có thể ban đầu bạn sẽ không thấy ngay lập tức những thay đổi lớn lao, nhưng từng bước nhỏ mà bạn thực hiện sẽ dần dần mang lại kết quả. Thực tế cho thấy rằng, khi bạn kiên trì và theo dõi tiến trình của mình, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống tài chính của mình. Hãy ghi chép lại những mục tiêu bạn đã đặt ra, theo dõi từng bước tiến bộ mà bạn đạt được, cho dù đó chỉ là những thay đổi nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy có động lực hơn và nhận thức rõ ràng về những gì bạn đã làm được. Hãy nhớ rằng, việc theo dõi không chỉ là để thấy kết quả mà còn là cách để bạn nhận diện những trở ngại có thể xuất hiện trên đường đi của mình. Khi bạn gặp khó khăn, thay vì bỏ cuộc, hãy xem đó như là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Hãy điều chỉnh cách tiếp cận của bạn nếu cần thiết, nhưng đừng từ bỏ mục tiêu của mình. Sự kiên trì chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Nhiều người đã từ bỏ chỉ một bước trước khi họ đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có những thách thức riêng, nhưng chính cách bạn đối diện với những thách thức đó sẽ xác định được kết quả cuối cùng. Nếu bạn luôn tạo ra cuộc đối thoại tích cực với tiền bạc và không ngừng nỗ lực,
Bạn sẽ thấy những cơ hội và nguồn lực mà trước đây bạn có thể đã bỏ lỡ. Đừng quên tự thưởng cho bản thân khi bạn hoàn thành một mục tiêu hoặc vượt qua một trở ngại. Những phần thưởng nhỏ này không chỉ là cách để bạn ghi nhận công sức mà còn giúp củng cố động lực và tạo thêm năng lượng cho hành trình tiếp theo. Hãy kiên định trên con đường của mình, kiên trì thực hiện những gì bạn đã học và tiếp tục duy trì mối quan hệ tích cực với tiền bạc. Thành công tài chính là một cuộc hành trình, và mỗi ngày đều là một cơ hội mới để bạn tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. Hãy tin tưởng vào bản thân, theo dõi tiến trình của mình, và luôn luôn kiên trì. Bạn hoàn toàn có khả năng thu hút sự thịnh vượng mà bạn khao khát. Vậy là bây giờ bạn đã biết được những bí mật quan trọng để thay đổi mối quan hệ của mình với tiền bạc rồi đấy. Hãy bắt đầu hành trình nói chuyện với tiền bạc ngay từ hôm nay. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là những con số trong tài khoản ngân hàng hay những tờ giấy lấp lánh. Đó là một phần trong cuộc sống của bạn, một người bạn mà bạn cần học cách giao tiếp và kết nối. Khi bạn mở lòng và tạo dựng một mối quan hệ tích cực với tiền bạc, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó lắng nghe bạn và dần dần tìm đến bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy dành chút thời gian để nhấn like, chia sẻ video này với những người bạn nghĩ cũng cần biết đến những bí quyết tài chính này. Và đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và hữu ích về tài chính trong tương lai. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những kiến thức mới, những chiến lược thông minh và những bí quyết thực tế để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ tài chính của mình. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình này, vì mỗi video sẽ mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích, những bài học thú vị và những lời khuyên có giá trị giúp bạn làm chủ tài chính của chính mình. Hẹn gặp lại bạn trong video tới. Hãy tiếp tục hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng và biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Nhớ nhé, bạn hoàn toàn có khả năng để đạt được mọi điều mà bạn mong muốn.